là một vị giám khảo bên chuyên môn, bên hàn lâm, bên nghệ thuật sẽ đưa ra tất cả các nhận xét để đạt tới mức nghệ thuật. Cho nên ở đây ban giám khảo chúng tôi có đầy đủ các cung bậc, từ bình dân nhất là tôi tới thương mại và tới nghệ thuật. Cho nên các bạn yên tâm, tất cả những thang điểm và kết quả cuối cùng đều được cân nhắc rất chi li, chi tiết và đảm bảo ở tất cả các cấp độ. Vậy tôi không để các bạn phải hồi hộp thêm một giây phút nào nữa, và ngay sau đây vị giám khảo đến từ góc độ thị trường thương mại sẽ đến với các bạn qua phần nhận xét. Các bạn hãy lắng nghe thật kỹ để làm sao tác phẩm của chúng ta sống được trong tất cả các sự kiện và có thể đưa cái tác phẩm của mình cho tất cả mọi người thưởng lãm được ở tất cả các sự kiện hàng ngày diễn ra, để mọi người có cơ hội chiêm ngưỡng cái đẹp. Vậy trân trọng kính mời vị giám khảo anh Hoàng. Xin mời anh. Về các cạnh mà thương mại thì chúng ta được xét nói chung các tác phẩm đang phát triển cũng rất là tươi, mà không phải tươi những cái điều nhỏ thôi mà mang tính thương mại thì ta nên để ý một chút. Tức là trong nghệ thuật cắm hoa thì luôn luôn hoa là hoa đẹp rồi, thì ta phải giữ cho những cái bông hoa nó tươi và đẹp mãi, chứ không phải là trình bày nghệ thuật là chỉ cho đẹp thôi mà sau đó thì nó héo tàn ngay lập tức. Thì chúng ta không nên chú ý cái chỗ đó. Nó là có cái tác phẩm của chơi này ha, vì chơi là có nghệ thuật sáng tạo, mà về cái hoa thì nếu như là như các bạn trình bày thì nó sẽ không có bền, bởi vì gọi là cắm hoa thì phải cắm cho nó là vững hơn và đẹp, còn đây là mình chỉ trình bày và mình sắp xếp thôi. Thì cái đó tuy là đẹp mà thật, nhưng mà các bạn chú ý cho nó ha, và mà giữ mềm mang tính thương mại thì mình giữ cho nó bền đẹp để mà được mọi người cũng ảnh ngon hơn. Cái đó là chỉ con ý nhỏ thôi, còn tất cả là những bông hoa đều sặc sỡ đẹp và đúng ý nghĩa. Cảm ơn thầy. Và sau đây vị giám khảo về chuyên môn, về nghệ thuật và tất cả những gì mà các bạn cần phải nghe nhớ để các bạn làm bên nghệ thuật này và các bạn sẽ phát triển hơn nữa lên một bậc mới. Đây là những thông tin vô cùng quý giá đến từ vị giám khảo. Xin mời chị. Xúc động quá, hồi hộp quá. Chị Thanh Hoa. Xin mời chị. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa ban tổ chức và các đội thi, hôm nay tôi được dự tới đây để nói chấm thì cũng hơi quá đáng, và để nhận xét về tài nghệ của các đội thi. Và sau đây tôi có một số ý kiến như sau. Về mặt hôm nay là các bạn chuẩn bị tương đối tốt, các bạn chỉ có một vài đội là chưa có lường trước được là khi mình cắm lên nó sẽ bị như thế nào, tức là bị trong trên thì không có chuẩn bị được cái phần đó. Nhưng mà vì chưa có kinh nghiệm nên ban giám khảo cũng bỏ qua. Và cái yếu tố thứ hai nữa là các bạn chọn hoa rất là tươi, và vì tay ngang nên các bạn cắm như vậy là rất là tốt rồi. Và một số đội nổi trội, có một số đội rất là nổi trội là mang tính nghệ thuật. Và ở đây là cái ba rem chấm điểm ở đây là mình từng chi tiết đội nào đạt được điểm nào là chấm điểm đó. Ví dụ
như đội TMA và đội Hilarion thì mang tính sáng tạo, nhưng mà về thương mại hoặc là về nghệ thuật thì chưa có đạt lắm. Nhưng mà mình hưởng được điểm sáng tạo, và tôi rất tiếc cho một số đội. Ở đây ban tổ chức đã có thông báo với các bạn là về trang phục là mình được tính điểm. Tại sao đội mình không tận dụng cái đó, và đội FDF người ta tận dụng cái điểm trang phục rất là tốt. Và tôi cũng xin là mọi người cho đội FDF một tràng pháo tay về cái trang phục của đội đó. Và một điều nữa là các bạn cắm hoa thì đây là tai nghe nên ban giám khảo không xét về cái trường phái nào, nhưng mà nhìn coi nó cũng tạm được một tí. Vì tôi nhìn vô thì tôi thấy là hình như là trường phái từ lơ. Nên cũng chăm chế cho các bạn. Và khi về kết quả về, các bạn đừng thắc mắc là ủa tại sao mình cho mình cấm cũng là tươi cũng là rôm rã nhưng mà tại sao không đạt được kết quả, là vì chúng tôi bắt buộc cũng phải xét theo tính nghệ thuật là theo cái trường phái nào. Và ở đây có một số đội rất là chuẩn bị và về tính nghệ thuật và sáng tạo tốt. Tôi kể cả cái bài thuyết trình là đội Digitech. Và có một số đội tôi thấy là chưa chuẩn bị tốt cái bài thuyết trình. Tôi ngồi đây mà tôi nghe các bạn thuyết trình tôi bị hụt hẫng, đang lắng nghe bị rớt xuống cái bịch luôn, bạn cắt nghe. Là đó là cái chuẩn bị chưa tốt của đời mình. Và tôi có ý kiến như thế, xin cảm ơn. Và sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin công bố giải thưởng của môn thi cắm hoa. Thì như ban đầu thì ban tổ chức cũng thông báo chúng ta có 4 giải, giải nhất, giải nhì, giải ba. Thì đầu tiên xin công bố giải khuyến khích. Giải khuyến khích thuộc về đơn vị HOSE. Với số điểm của giám khảo Thanh Hoa 79/100, giám khảo Thanh Hà 88/100 và giám khảo Duy Thiên 92/100. Giải ba thuộc về đơn vị Aribank chi nhánh Xuyên Á với 2 điểm 79/90/90. Giải nhì thuộc về đơn vị SBS với 2 điểm 88 và 95. Và giải nhất thuộc về Digitech. Xin cảm ơn tất cả các đội đã đến tham dự. Và về phần giải thưởng thì chúng ta sẽ được trao giải vào lễ bế mạc. Xin cảm ơn ạ. Anh Thiên ơi, Anh xin lên chân tiền, một xu kê chân đi công.